kênh Nhà Đất Quỳ Hồng Ngự xin gửi lời chào tất cả các cô chú cùng tất cả các anh chị em. Hôm nay bên mình vừa nhận được một cái lô đất nền giá rẻ gửi đến quý cô chú cùng các anh chị tham khảo nha. Hiện tại mình đang đứng ngay chợ Long An vào tầm khoảng 9 giờ sáng. Một khu chợ phải nói là cô chú anh chị nào đến đây cũng đã biết khu chợ này rất là vui, rất là đông, rất là tiềm năng ha. Thì điện máy xanh và bách hóa xanh cũng có mặt ở đây để kinh doanh. Thì đây là những cái tiện ích xung quanh của chúng ta. Đây là con đường được trải nhựa khoảng 4m và lộ làng. Thì từ khu chợ này đến cái vị trí nền cần bán khoảng 800m đường bộ chạy xe ha. Căn bên chợ Long An này thì có một ủy ban nhân dân xã ở gần đây. Ủy ban nhân dân xã. Đây là trục đường chính từ Trần Phú nối về phố Châu Đốc, sông Hậu. Ủy ban nhân dân xã thì cách đây khoảng 150m quý anh chị. Chúng ta đã có mặt ngay ủy ban nhân dân xã đây trước cổng đây, cũng là nằm trên đoạn đường Trần Phú này luôn. Thì chúng ta bắt đầu đi từ đây tới cây cầu Long An, cầu Tân An chứ, cầu Tân An thì đây từ ủy ban nhân dân xã tới đó khoảng 200m nữa quý anh chị, 250 đến 200m. Thì cây cầu Tân An này thì rất là đẹp nha quý anh chị, rất là đẹp. Đi về Phú Vĩnh, Vĩnh Sơn đồ. Thì chúng ta sẽ bắt đầu không đi đoạn đường Trần, đoạn đường chính Trần Phú này nữa mà chúng ta sẽ đi ở dưới chân dạ cầu. Bên hông cầu thì có một đường cũng chưa gọi là đá nhựa gì hết. Chúng ta đi. Nếu mà chúng ta nhìn trên màn hình mà thấy đi, nếu chúng ta quẹo bên tay trái của màn ảnh thì chúng ta sẽ về vị trí nền, còn quẹo bên tay phải là chúng ta sẽ đi về cái đường nhựa chảy khoảng 4m nãy đó, trước mặt chợ Long An đó. Thì video này em làm như thế này để anh chị hình dung được mình đi đến cái nền mình là những cái tiện ích xung quanh nó là nó khoảng cách xa bao nhiêu để chúng ta hình dung rõ ra. Thì đây là cái lộ làng ngày xưa thì dân cư rất là đông đúc, bởi vì ngày xưa tới giờ mà dân rất là thân thiện nha. Chỗ này thì vị trí nền này thì an ninh rất là chặt chẽ, dân cư thì thân thiện. Quý anh chị nhìn trên video quý anh chị cũng thấy đó, nhà phải nói là san sát nhau, thuận tiện mua bán kinh doanh cũng ok ha. Thì em cũng nói luôn cái diện tích nền là tổng diện tích là 80m², bề ngang là 4, dài 20, tổng diện tích là 80m², thổ cư 100%, không có móc lộ giới luôn, không có móc lộ giới, có thì bằng mặt lộ. Cách vị trí nền tầm khoảng vài chục mét là có một đường cũng bự để đi vào đường Trần Phú trục chính ha, về thành phố Châu Đốc hoặc là về thị xã Tân Châu An Giang ha. Thì nãy giờ chúng ta cũng đi đến được cái nền, vị trí nền cần bán đây. Đó, nền cặp cái danh thì cặp cái nhà này, cặp nhà này. Trên nền thì chỉ có trồng những cái cây tạp thôi quý anh chị, không có cái gì quý cả. Không có cây to lớn gì đâu, cho nên nữa chúng ta mua các nhà cũng không sợ gây sụt lún gì cả. Vì lại nền này có nó bằng mặt đường rồi thì chúng ta tiền sáng lắp mặt bằng cũng không có bao nhiêu. Đây là mốc danh. Về mặt pháp lý thì đây là sổ sách ok. Bên em sẽ hỗ trợ cho tất cả quý anh chị từ A tới Z khi mua nền, từ viết hợp đồng đặt cọc và từ hỗ trợ cho quý anh chị khi đi công chứng và sang tên gia sổ. Thì bên em review bán thì chỉ nhận tiền hoa hồng ở từ phía bên người bán chứ không nhận bên người mua. Thì anh chị nào có quan tâm thì
liên hệ qua số điện thoại 0397037 gặp nhà ha. Đây là bên trong cái nền, bên trong nền rất là sạch sẽ ha. Nền này thì cách sông khoảng từ 35 đến 40 mét thôi quý anh chị. À, cái này gọi là cái kênh chứ không cái sông này nó bự, cái kênh này cũng bự, nó không có lỡ lớn. Để em qua ra phía sau em quay cái móng chanh. Đất này thì bao quý anh chị luôn, không có tranh chấp, không có gì hết nha quý anh chị. Mua là chỉ là chuyển nhượng sang tên là ok đó. Đó. Khi đất đã có danh dấp đâu đó rõ ràng thì mình ok chăm chăm. Ha. Không sợ gì hết, thuận tiện cho quý anh chị mua để về ở ha, kinh doanh cũng ngon. Thì em sẽ ra xong để review cho quý anh chị xem. Đây đó cái kênh ha, gọi là cái kênh nhưng rất là lớn nha, không có lỡ. Đang quay mà gặp mấy con chó quá trời chạy vô rồi. Thì giá tiền em sẽ để trên ảnh đại diện của video. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video, video hơi dài một tí. Quý anh chị xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ. Em xin chân thành cảm ơn quý anh chị nhé. Chào quý anh chị, hẹn gặp quý anh chị lại lần sau nha. Chào.